7. Broly cũng có khả năng bắt chước tuyệt chiêu của người khác chỉ sau một lần nhìn thấy. Đó là chiêu góp bài, sự ràng buộc của thần. Goku đã thực hiện kỹ thuật này bằng cách truyền sức mạnh Saiyan cấp thần vào đôi bàn tay, sau đó tạo ra một vòng năng lượng hình tròn để bao quanh đối thủ, rồi trói buộc họ lại. Rõ ràng nó là một dạng ma thuật chứ không phải là sức mạnh cơ bắp thực tế. Nhưng khi Broly hét để tăng sức mạnh thuần mạnh hơn cả luồng năng lượng của thần thì anh ta đã tháo được cái trói buộc đó. Không chỉ vậy, anh ta cũng đã sao chép kỹ thuật góp bài, tạo ra một luồng năng lượng màu xanh lá trói buộc trở lại Goku, khiến thằng trẻ trở nên hoảng hốt. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tám. Broly phiên bản này có khá nhiều điểm giống với Goku đó nha. Thứ nhất, họ đều là những người Saiyan hiền lành, mạnh mẽ và rất coi trọng tình bạn của mình. Cả hai đều lớn lên nơi hoang dã, cũng có một người cha người thầy có tâm với mình. Cả hai đều đạt được dạng Super Saiyan của mình do cái chết của người thân, đặc biệt đều là do thằng lùn Frieza giết. Và điểm chung cuối cùng là cả hai đều nhu nhóc. Hy vọng rằng Broly không thích bóp chim đồng đội như là Goku.